Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ, hôm nay Khang và chị Linh lại tiếp tục làm một cái clip này là muốn chia sẻ cho các bạn biết thêm về một cái loại trà rất là thú vị, và cái loại trà nhập khẩu từ Nga các bạn. Và cá nhân mình đã đang dùng cái sản phẩm này và mình cực kỳ thích. Cái thích đầu tiên của mình là tại sao? Tại vì cái trà này khi mình pha cái nước đầu tiên là nó hơi vàng nhẹ như vậy thôi nè bạn. Nhìn màu rất là tự nhiên. Và đến cái nước thứ hai là gần như nó mất đi khoảng 70% màu. Là nó khác với lại những cái loại trà trên thị trường hiện nay mà mình mua trong siêu thị. Em mua trong siêu thị thì em uống thậm chí từ sáng chiều rồi một màu luôn, màu rất là nhiều các bạn nha. Và cái hiệu quả thì mình không chắc, và cái trà này khi mà mình uống vào thì cực kỳ thơm. Trong này có bạc hà, cái loại trà Khang đang uống là cái trà hô hấp và có bạc hà nên là nó rất thơm luôn, và mình cảm thấy rất là sảng khoái các bạn. Thì clip này mục tiêu là muốn chia sẻ cho các bạn hiểu thêm một số cái loại trà cũng như là cái giải pháp về dinh dưỡng chăm sóc chủ động bằng trà. Và cái trà này nó không, nó khác với là cái trà hiện hữu mà mình đang uống, có nghĩa là mọi người hay hiểu lầm gì mất ngủ đúng không ạ? Mất ngủ thì chị Linh sẽ giới thiệu thêm cho các bạn hiểu về các loại trà cũng như là đi qua từng loại để các bạn thêm. Trước đó chị Linh sẽ chia sẻ một số định nghĩa về trà của cái thương hiệu này để các bạn hiểu thêm nhé. Xin mời chị Linh. Cảm ơn bạn Khang. Linh xin giới thiệu với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một dòng trà của Savarin Wellness từ nhập khẩu từ Liên bang Nga. Thì cái dòng trà của Savarin Wellness thì nó có 10 loại. Nhưng mà hôm nay ở trên đây của chúng tôi thì chỉ có 7 thôi, bởi vì có 3 loại đang thiếu ạ. Và cái trà lúc nãy Khang nói với quý cô chú anh chị và các bạn đấy là trà hô hấp. Và Khang cũng đã nói cái cảm nhận của Khang về trà hô hấp rồi. Nó không phải là cảm nhận đâu ạ, mà nó đưa thẳng vào cơ thể của Khang rồi, của gia đình Khang rồi. Sau đấy nhận thấy, và Khang có nói là Linh rất là thích là khi mà Khang nói là cái lần thứ hai pha của mình á, cái màu trà nó giảm đi rất là nhiều. Có nghĩa là ở đây đảm bảo 100% là không dùng những cái màu nhân tạo, không sử dụng hóa chất, không sử dụng bất kỳ những cái thành phần nào mà có hại cho cơ thể con người. Thì tập đoàn cam kết cái điều đấy ạ. Và thưa quý cô chú anh chị và các bạn, cái loại tại sao gọi là trà, tại đơn giản bởi vì nó bỏ vào một cái túi giống như túi trà nước tông của chúng ta pha theo cái kiểu là pha bằng nước sôi thì gọi là trà. Chứ thực tế là cái loại trà hô hấp này nó có tám cái loại thảo dược khác nhau, và giống như Khang cảm nhận ở trong này nó có tinh dầu bạc hà, cho nên nó uống và nó làm thông cổ của chúng ta, nó làm giảm đờm nè, xong rồi nó giảm ho, nó kháng viêm rất là tốt, nâng cao hệ miễn dịch. Chúng ta thấy là thì pha giống trà nên về đây gọi là trà. Cái thực tế nó là một bài thuốc đông y ạ. Mà một bài thuốc đông y lấy từ thời thần các Tư Hãn ấy. Chứ không phải là đúc rút kinh nghiệm của rất là nhiều người đông y giỏi nổi tiếng của Mông Cổ, rồi cộng của Nga, rồi của Trung Quốc, chứ không phải là lấy đâu. Với thành phần thảo dược là những cái loại thảo dược lấy hoàn toàn từ rừng Siberia. Yeah. Một cái khu rừng mà rộng có khoảng 40 lần đất nước Việt Nam của mình. Wow. Và chúng ta thấy là cây cỏ thảo dược ở đây hoàn toàn là hoang dã. Và ở trong cái môi trường cực kỳ khắc nghiệt, đó là 9 tháng mùa đông lạnh gần 70 độ C và 3 tháng mùa hè nóng trên 40-50 độ C. Và chúng ta thấy cây cỏ thảo dược hoàn toàn hoang dã, nó sẽ khác nhau. Và đây là trà hô hấp ạ. Thì tính năng tác dụng của nó là kháng viêm, làm cho cái hệ hô hấp của chúng ta. Hệ hô hấp của chúng ta bao gồm có phổi nè, amidan, rồi xoang, rồi tất cả mọi cái nào thuộc hệ hô hấp thì chúng ta sẽ sử dụng cái trà hô hấp này ạ. Cái trà hô hấp này đây ạ. Rất là thơm và hửi cái mùi cảm giác cực kỳ mộc điệp, rất là mộc. Đấy, nên là tuyệt vời thì nó nằm ở cái chỗ đấy. Với lại tí xíu thì chúng ta sẽ bật mí với quý cô chú anh chị và các bạn là giá của nó như thế nào. Quý cô chú anh chị các bạn sẽ cực kỳ bất ngờ. Cực kỳ bất ngờ. Và ở đây nó có một cái hộp trà nó đặc biệt, tại vì nó hình thức nó không giống với những cái loại trà khác. Đây ạ, Yogo Tubo. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, tất cả chúng ta bây giờ ai cũng biết là vòng hai to thì vòng đời ngắn lại, phải không ạ? Và vòng hai to thì vì cái gì? Vì trong cái quá trình chúng ta ăn uống, chúng ta tích tụ rất là nhiều độc tố trong dạ dày, trong đường ruột của chúng ta, và đặc biệt là mỡ nội tạng. Thì chính cái trà này nó sẽ giúp cho tất cả chúng ta lấy được cái độc tố cặn bã đóng trong hệ tiêu hóa của chúng ta, trong đường ruột của chúng ta, nó đẩy hết ra ngoài. Sau đấy nó giúp cho chúng ta làm giảm cái mỡ nội tạng đi. Và căn bản theo các nhà khoa học, họ đã chứng minh là sau 30 tuổi thì số lượng độc tố cặn bã và mỡ nội tạng trong mỗi con người chúng ta thì nó từ 3 đến 6 kg rưỡi. Chúng ta thấy kinh khủng khiếp không? Và 3 đến 6 kg rưỡi nó đóng ở trong cái vòng 2 của chúng ta thôi, thì đương nhiên là vòng 2 của chúng ta nó to rồi. Và chúng ta chỉ cần sử dụng một ngày 2 đến 3 gói trà này thì chắc chắn là cái lượng độc tố cặn bã và mỡ nội tạng nó sẽ được đẩy ra ngoài. Đây là một cái loại trà gọi là trà body đấy ạ. Rõ ràng là
cái sản phẩm mà chị Linh vừa chia sẻ là trà Yogo này rất là cần thiết cho các anh hay đi nhậu này các bạn hoặc là các chị em mà bụng hơi lớn đó mà chứa mỡ nội tạng nhiều hoặc là ăn quá nhiều để dẫn đến cái chất độc nó bám trong thành ruột thì dùng cái trà này để đào thải ra. Nó giống như một cái phương pháp detox mà dùng phương pháp detox tự nhiên, hoàn toàn là tự nhiên, mình không cần phải làm những cái gì nó quá gọi là cao cấp như là mỡ hay nọ các bạn, tại vì mình dùng phương pháp tự nhiên này nó mới là an toàn và hiệu quả cao các bạn không. Và sau đó chị Linh sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một số cái sản phẩm trà mà đang còn của cái thương hiệu này.